Chào các bạn, đây là Galaxy Note 10 và mình có phiên bản Galaxy Note 10 Plus. Note 10 thì mình đã có một cái video khác cho các bạn xem rồi. Các bạn vô trong kênh YouTube của Mai Nguyên sẽ có cái Note video mà mình đã khui hộp cho các bạn xem. Thì đây là cái Note 10 mà mình có 3 màu sẽ bán chính hãng và đây là bản thương mại, không có phải là bản demo, cho nên các bạn có thể yên tâm là tất cả những gì các bạn xem trong video này là có ở trên hộp khi mà các bạn mua. Thì đây là cái Galaxy Note 10 Plus, chúng ta sẽ có 3 màu. Đầu tiên đó là màu Aura Flow với phần bút ở ngoài của nó là màu xanh. Với cái màu tiếp theo là Aura Black, bút ở ngoài màu đen. Và cuối cùng đó là Aura White. Thì đây là 3 màu sẽ bán chính hãng tại Việt Nam. Đó, 3 màu này là 3 màu như thế nào, mình sẽ khui ra cho các bạn xem ngay. Nhưng mà trước tiên thì mình muốn nhận xét một chút xíu về cái hộp mà Samsung họ đóng gói cái Note 10 cũng như Note 10 Plus năm nay tại Việt Nam, tức là nó rất là giống với Note 9, không có gì khác nhiều cả. Chúng ta vẫn có thông số kỹ thuật. Ở đây chúng ta có dung lượng 256GB nè. Chúng ta có camera 3 khẩu độ khác nhau, dual pixel, rồi vân vân. Ở đây chúng ta có một cái chi tiết rất là đặc biệt, đó là RAM của máy lên đến 12GB. Thì phiên bản Galaxy Note 10 sẽ có RAM 8GB, còn Galaxy Note 10 Plus có RAM tới 12GB. Rồi những cái chi tiết như là wireless power share hay là chống nước, rồi bút, rồi chống bụi, rồi wireless charge, cái đó là bình thường rồi, bắt buộc phải có rồi. Còn cái này là mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Đây mình có ở đây là các cái màu. Đây, khui ra một màu. Cái cảm giác mà chúng ta khui hộp những cái máy mới tinh và gần như là đầu tiên tại Việt Nam á, thì mình đã quá quen rồi. Đây, màu trắng. Màu trắng. Cái dao này công nhận là nó rất là bén. Mình kéo tới đâu là nó chạy tới đó, kéo tới đâu là nó chạy tới đó. Một cái dao của Leatherman. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ có, đây là phiên bản màu trắng. Trắng đẹp lắm các bạn ơi. Trắng đẹp lắm luôn á. Màu trắng sữa, rất là đẹp. Trắng là trắng tinh nha, trắng trắng ngọc trinh á, chứ không phải là cái màu trắng mà nó hơi ngã ngã xanh xanh giống như S10 cộng đâu. Các bạn thấy cái sự khác biệt không? Phiên bản hộp trắng thì máy trắng, còn phiên bản hộp đen thì máy đen. Đó. Bỏ cái này ra ngoài đây luôn. Đó. Rồi cuối cùng đó là màu Aura Flow, cái màu mà mọi người sẽ gọi nó là màu bạc. Nhưng mà cái độ chuyển màu của cái này sẽ rất là dữ dội. Tí nữa mình sẽ so sánh luôn cái S10, cái sau đó các bạn là cái Note 10 Aura Flow cho các bạn xem. Đó, màu cực kỳ đẹp, chiếu lắm luôn á. Ok, phụ kiện bao gồm những gì nha, mình xem thử. Ở đây có cục sạc đi kèm nè, bộ sạc. Đây là sạc nhanh Super Fast Charge 25W. Cái này giống như Note 10 thôi, không có gì khác biệt cả. Dây C rất là dài. Rồi tai nghe AKG, đầu bút và cái cây lấy đầu bút ra. Rồi, phụ kiện với các bạn thôi, không có chi tiết nào gọi là nổi bật cả. Ok, mình để cái này qua bên đó, nó hơi rườm rà xíu. Như vậy thì cái máy màu trắng á, nó sẽ có hộp đi kèm màu trắng. Mình mở thử coi có bộ phụ kiện màu trắng không. Đúng rồi, phụ kiện màu trắng luôn, trắng tinh hết, nguyên một con. Trong khi đó màu đen thì nó lại là đen nguyên con, nó không có sự khác biệt. Rồi, ok, như cho bên hay cho hoàng lên. Rồi, ở đây mình đang có 3 màu của Galaxy Note 10 Plus. Các bạn thấy là cái này rõ ràng là dành những bạn có cá tính nổi bật, thích một cái màn hình to thiệt to. Đó, sẽ bật lên. Đây là dành cho những cái anh chị mà chúng ta cần một cái máy gọi là trung tính nhất và nó vẫn thể hiện một cái sự thời trang nhất định, vừa có cái độ sang trọng mà chúng ta cần. Dĩ nhiên là ba cái màu này đều sang rồi. Còn cái này là cái màu Aura Black thì nó sẽ hơi gọi là nó hơi tối chút xíu. Và nếu mà các bạn
thích một cái màu đen hoặc là cái bạch hạp với màu đen thì cái màu này sẽ rất là tuyệt vời. Nó đen nguyên một con luôn. Nè, màn hình đen, viền đen, khung đen, mặt lưng đen, camera đen, mọi thứ là đen hết. Đen nguyên con. Thì cái điểm khác biệt trên cái Galaxy Note 10 Plus cũng như Note 10 đó là cái việc khác biệt ở cái cụm camera. Là nó sẽ có cái cụm camera TOF thêm trên Galaxy Note 10 Plus, còn trên Galaxy Note 10 thì không có. Đây, ở đây mình có một cái phiên bản Galaxy Note 10. Đó. Thì các bạn thấy là cái sự khác biệt nè, không có camera TOF, không à, cái này có. Ok, cái màu này nó không có đủ để các bạn có thể nhìn thấy ngay, thì mình sẽ lấy hai cái màu này để mình cho các bạn xem. Đây là Note 10 Plus, đây là Note 10. Các bạn thấy Note 10 Plus nó có thêm một cái camera TOF để đo cái độ sâu của trường ảnh, cũng như là khi mà các bạn quay video chúng ta sẽ có được cái khả năng xóa phông tốt hơn. Dĩ nhiên là trên Note 10 cũng có tính năng đó, nhưng mà dĩ nhiên nó không bằng được cái Galaxy Note 10 Plus, trong khi nó có thêm một cái cổng, một cái ống kính vật lý khác để nó hỗ trợ cho việc đó, thì dĩ nhiên nó phải tốt hơn. Về cấu hình, nó vẫn chạy Exynos 9820, con chip mạnh nhất của Samsung hiện nay. Và RAM trên cái máy này, những loại mình nói là 12GB, cái này thì chỉ có 8GB thôi. Pin cũng khác nhau, gần như mọi công nghệ thì nó giống nhau, chỉ có khác nhau một số điểm về kích thước màn hình. Một cái thì 6:8, một cái thì 6:3. Đó. Ok, mình sẽ khởi động cái máy này lên nha. Sẽ tạm thời mình dẹp cái Note 10 qua một bên, mình đi tới cái Note 10 cộng. Mình nói các bạn nghe, cái khi mà mình thiết lập cái máy này cũng đủ hết giờ nữa, tại vì máy nhiều và đi qua rất là nhiều bước, thì mình cảm thấy là Samsung họ nên bỏ cái bớt như cái bước này đi, nghĩa là họ nên tối giản vô cái rẹt đó là xong ngay, chừng 3-4 bước là xong rồi, còn cái này quá nhiều thì mình không thích cái này lắm. Mình muốn mở lên hết cho nó đẹp thôi chứ không có gì hết. Ok, mình nghĩ là bây giờ đã xong rồi. Ok, xong một cái, xong hai cái, rồi xong ba cái. Ok rồi, cho nó làm ở phía đằng sau nha. Thì các bạn thấy là Galaxy Note 10 Plus màn hình 6:8 và cái kích thước của nó sẽ mình độ chừng nhé, nó sẽ lớn hơn cái XS Max chút xíu về chiều cao, còn bề ngang thì mình nghĩ là nó sẽ tương đương, không có lớn hơn hoặc là nhỏ hơn nhiều đâu. Đây là mặt trước của cả ba máy. Đó, chúng ta có một cái camera ở phía bên trên nè. Đấy, camera này hỗ trợ selfie và nó cũng sẽ hỗ trợ selfie góc rộng. Bây giờ selfie góc rộng sao, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây là cái camera trước. Bây giờ mình muốn selfie góc rộng, mình bấm ở đây, nó sẽ rộng ra. Nhưng cái độ rộng nó không nhiều đâu, nó sẽ không có làm cho chúng ta cảm giác là nó toạt ra ngoài, mà nó chỉ hơi hơi thôi, nó không làm méo hình. Đây là camera sau. Camera sau chúng ta sẽ có 3 tiêu cự, một là cái tele, hai là cái góc siêu rộng, và đây là cái góc tiêu chuẩn. Góc tiêu chuẩn nó cũng là góc rộng rồi chứ không phải là góc hẹp đâu. Dĩ nhiên nó vẫn sẽ có vân tay trong màn hình rồi vân vân và mây, rất là nhiều những cái tính năng. Mình phải nói là cái UI của Samsung họ cài ra rất là nhiều những chi tiết mà chúng ta có thể sử dụng. Và gần như mọi cái mà mình thấy Samsung họ để hiện nay đều là có thể sử dụng ngay khi mà các bạn mở máy lên, không cần chúng ta phải bỏ cái gì hết, mọi cái nó đều hữu ích. Ok, mình vào trong phần thông tin chút xíu. Đây. Thì lúc nãy mình đã có xem qua cái Galaxy Note 10 rồi. Nó chạy bản UI 1.5 phiên bản 9.0. Ok. Thì cái điểm khác biệt mình chưa rõ được là cái Galaxy Note 10 Plus và Note 10 có khác biệt nhau ở cái điểm là nó có cái cây lấy SIM, khi mà chúng ta mở ra nó có cái cây gọi là cái key để mà chúng ta đựng thẻ nhớ hay không. Thì bây giờ mình sẽ mở ra mình xem thử coi ở bên trong này nó có hay không nha. Tại vì Note 10 thì mình xác nhận là nó không có cái khe thẻ nhớ, chỉ có hai khe SIM thôi và cũng không có sử dụng một SIM và thẻ nhớ luôn. À, Note 10 cộng sẽ có cái khe thẻ nhớ đi kèm, hoặc là chúng ta có thể sử dụng hai SIM. Còn cái Note 10 thì sẽ chỉ có hai cái khe SIM thôi, không có khe thẻ nhớ. Đây,
thấy không? Micro SD, SIM 1, SIM 2. Tức là các bạn có thể sử dụng một SIM, một thẻ nhớ hoặc là hai SIM, hoặc là các bạn mod kiểu gì đó, mình chưa biết. Tức là Note 10 Plus sẽ có hỗ trợ bộ nhớ mở rộng, còn cái Note 10 thì sẽ không có. Đây, mình sẽ mở lại cho các bạn xem. Nãy mình đã có khui hộp. Đây. Không có cái khe cắm thẻ nhớ, chỉ có hai khe SIM thôi. Đây là Note 10 và Note 10 cộng, Note 10 Plus. Đó. Thì về cơ bản á, hai cái máy này cái độ lớn của nó sẽ khác nhau chút xíu, một cái là 6.8, một cái là 6.3, nhưng mà các bạn thấy là 6.3 gần như nó nằm cái bên Note 10 Plus này, nó lọt thỏm vô trong luôn, nhỏ gọn vô cùng mặc dù là màn hình 6.3. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái máy với rất là nhiều những chi tiết chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, từ bút, note cho tới camera, mọi thứ. Gần như là cái máy toàn diện của Samsung rồi. Đây, bút. Thì trong cái video mà mình sử dụng cái Galaxy Note 10, mình đã có thử qua cái bút này rồi. Thì bút này như mình nói nó cũng là một cái bút nguyên khối. Đó, bấm mở lên nè. Đấy. Đây, bấm vô đây, các bạn có thể thấy được những cử chỉ không chạm của nó. Này, bấm vô đây nè. Đó, bật lên hoặc là tắt đi, tùy thôi các bạn. Muốn sử dụng thế nào cũng được. Giả dụ bây giờ mình mở cái này lên mình chụp ảnh, thì mình bấm này mình chụp. Bấm này mình chụp. Ồ, có đây là ủa sao lại ngắt kết nối rồi. À, cái cây bút này á, nó sẽ sử dụng kết nối Bluetooth với điện thoại, cho nên khi mà các bạn gắn vào thì nó sẽ kết nối nè. Đó, nó đang kết nối với cái bút. Rồi, nó sẽ có pin luôn nha các bạn, để các bạn có thể sử dụng. Đây, rồi mình lấy ra, có nghĩa là mình đã kết nối xong. Lúc nãy mình chưa kết nối cho nên nó chưa chụp, bây giờ chụp nè. Đó, đó, đó. Rồi, nhấn nè, quay qua nè. Đó, chuyển chế độ nè, quay qua nè, nó chuyển chế độ. Đó, rất là hay, các bạn có thể sử dụng những lệnh không chạm này để chúng ta sử dụng trên cái Galaxy Note 10. Và những cái lệnh không chạm này có sử dụng được trong rất là nhiều những cái ứng dụng khác nhau. Giờ mình bấm cái này kéo qua nó sẽ đó. Quá nó qua. Đó. Đó, hoặc là các bạn kéo về thì nó cũng sẽ qua. Thì đây là một trong những cái mình thấy là Samsung họ trang bị và mình thấy nó rất là giá trị. Ngoài cái việc ghi chép rất là tuyệt vời của Note rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm những cái lệnh không chạm để các bạn có thể sử dụng chung cái máy này với rất là nhiều những cái tác vụ chụp ảnh, quay phim rồi vân vân và may những chi tiết khác. Mọi thông tin chi tiết khác về bộ quà tặng đi kèm Galaxy Note 10 ở phía dưới phần mô tả mình đã có, các bạn có thể bấm vô và xem ngay. Có cả Note 10 và Note 10 Plus, bấm vô là có ngay cái phần thông tin để các bạn có thể xem và biết chi tiết được những cái mà chúng ta cần biết khi mà chúng ta muốn mua cái điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên subscribe kênh YouTube của Mai Nguyên trong những cái ngày trời mưa gió thế này để mình đỡ buồn hơn và mình có động lực hơn để mình làm tiếp những video khác và giới thiệu các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.